chào mừng mọi người đã đến với kênh YouTube của công ty Thế Giới Món Bạc. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến mọi người một chiếc máy mang thương hiệu Vodac và có model là AZ520+. Chiếc máy này ra đời để thay thế chiếc máy AZ520. Thì dòng mới này so với dòng cũ có những đặc điểm gì nổi bật? Thì ngay bây giờ mọi người hãy cùng em đi vào khám phá chiếc máy này ngay nha. Và hiện tại trên bàn của em đây đó là thùng của chiếc máy AZ520+. Bây giờ em sẽ mở bên trong ra xem có những gì nha mọi người. Thì bên trong thùng thì hãng sẽ trang bị cho chúng ta một cục adapter của máy. Thứ hai đó là dây nguồn. Thứ ba đó là dây USB của máy. Kế đến đó là một trục chứa mực và một trục thu mực. Tiếp theo là một trục gác giấy và hai cái nẹp cố định giấy. Và cuối cùng thì hãng cũng trang bị cho chúng ta giấy hướng dẫn sử dụng đi kèm phía bên trong. Thì tiếp theo đó chính là chiếc máy AZ520+. Hiện tại trên bàn của em đây đó là chiếc máy AZ520+. Mọi người có thể thấy chiếc máy mang màu đen và có kích thước khá là nhỏ gọn để mọi người có thể đặt trên bàn làm việc mà không lo máy chiếm quá nhiều diện tích. Phía bên trên đây là logo thương hiệu Vodac và trên này thì cho thấy là hãng đã hỗ trợ bảo hành lên đến 24 tháng. Kế bên đây đó là đèn chỉ báo của máy và đây là nút fix. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua cho mọi người về cổng kết nối của chiếc máy AZ520+ này nha. Đây là nút nguồn của máy nè mọi người. Kế bên đây đó là cổng nguồn và đây là cổng USB device. Đây là cổng RS232. Tiếp đến đó là cổng Ethernet và hai cổng cuối cùng đó là cổng USB hot. Thì so với dòng cũ thì hãng dòng mới này hãng trang bị thêm cho chúng ta hai cổng USB hot này, mục đích là để mọi người có thể kết nối với máy quét hoặc là bàn phím. Thì nếu mà muốn sử dụng qua cổng này mọi người phải thiết lập bước đầu tiên. Và bây giờ sẽ không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ mở chiếc máy này, sẽ nhấc chiếc máy này lên và xem bên trong chiếc máy này có những gì nha. Đây là sơ đồ mà hãng trang bị cho chúng ta để hướng dẫn lắp chiếc mực. Ngoài ra thì Thế Giới Món Bạc cũng có làm video mọi người có thể tham khảo thêm. Và phía bên dưới đây đó là hộc chứa giấy. Thì hộc này là chứa được cuộn giấy tối đa là 50m nha mọi người. Đây, đó là cuộn giấy 50m đang ở trong tay em như thế này. Và đây là hai cái nẹp mà giúp mình cố định giấy để trong quá trình in cuộn giấy không bị xô lật nha mọi người. Và bây giờ em sẽ mở cái cụm này lên cho mọi người xem. Đây là trục để mình chứa mực, cuộn mực tối đa dùng cho máy này là 300m. Và đây là cuộn mực 300m. Và phía bên trên đây là lõi để mình chứa mực thu lại. Và tiếp theo đó là đây cũng là nẹp giấy nha mọi người. Nẹp này thì giúp chúng ta cố định giấy trong quá trình in ra để giấy in ra thì sẽ không bị lệch. Còn đây là sensor của máy. Đây là trục ruler. Và bộ phận quan trọng nhất của chiếc máy này đó chính là cụm đầu in. Đầu in này mang độ phân giải là 203 dpi và có chiều rộng in là 4 inch. Ngoài ra thì hãng cũng có đề cập thêm về bộ nhớ của chiếc máy này. Bộ nhớ của chiếc máy mới này so với dòng cũ thì có phần vượt trội hơn, đó chính là 128 MB flash và 128 RAM. Thì so với dòng cũ thì dòng cũ chỉ có 8 flash và 16 RAM thôi nha mọi người. Và bây giờ em sẽ không để mọi người đợi lâu nữa, em sẽ
cùng anh test xem ra chất lượng anten của chiếc máy này cho mọi người xem nhé. Tại trên bàn của em đây thì em đã cài đặt máy cũng như là setup sẵn cái phủ tem. Bây giờ em sẽ cùng anten ra để mọi người quan sát thêm nha. Mọi người có thể thấy tốc độ in ấn của máy và tem in ra thì cả dữ liệu chữ số đến mã vạch 1D và mã vạch 2D đều rất là rõ ràng, cũng như là tem in ra đồng đều từ tem đầu đến tem cuối. Đây mọi người cùng em quan sát tem nha mọi người. Và đây là tem em in ra từ chiếc máy AZ520+. Mọi người có thể quan sát ở đây. Thì nhìn vẻ bề ngoài thì máy này in cả chữ số lẫn mã vạch thì đều có thể đọc bằng mắt, cũng như là mình có thể dùng máy để scan qua. Tuy nhiên thì mọi người nhìn rõ vào thì có thể thấy nét chữ Y ở đây, hoặc là những nét chữ nghiêng thì có thể hơi bị dập răng cưa một xíu. Nếu mọi người có một nhu cầu in ấn cao hơn, đòi hỏi một chiếc máy có độ phân giải cao hơn, thì mọi người có thể tham khảo qua chiếc máy AZ530+. Đây là tem em in ra từ chiếc máy AZ530+. Cũng nét chữ Y lúc nãy, nhưng mà máy AZ530+ này thì in rõ hơn vì có độ phân giải cao hơn. Tuy nhiên thì giá thành cũng sẽ đắt hơn. Và nếu như mọi người thấy tem in cơ bản như thế này thì đáp ứng được nhu cầu của mọi người rồi, thì mọi người có thể tham khảo đến chiếc máy AZ520+ này, giúp mình tiết kiệm được chi phí đầu tư hơn cho mọi người. Và vừa rồi thì em đã cùng mọi người khám phá qua về đặc điểm tính năng, cũng như là em đã in test cho mọi người xem qua về chất lượng in tem của chiếc máy AZ520+ này. Ngoài ra thì khi mọi người mua hàng tại công ty Thế Giới Mắt Bạch, chúng em sẽ tặng kèm một phần mềm thiết kế tem nhãn để mọi người có thể tùy ý điều chỉnh con tem của mình theo nhu cầu. Bên cạnh đó thì máy được phân phối tại công ty Thế Giới Mắt Bạch, chúng em còn có chế độ bảo hành lên đến 24 tháng. Và ngoài máy ra thì bên em còn có cung cấp cả giấy và mực để mọi người có thể mua hàng trọn bộ. Và nếu như mọi người muốn sở hữu một chiếc máy chính hãng và có giá thành tốt thì mọi người hãy liên hệ đến công ty Thế Giới Mắt Bạch qua số hotline 1900 3438, hoặc truy cập vào website thegioimatbach.com để chúng em được hỗ trợ kịp thời cho mọi người nha. Nếu thấy video này hay và hữu ích, mọi người hãy cho em xin một like và một subscribe. Cảm ơn mọi người và hẹn mọi người ở những video